Chỉ còn một tháng nữa thì tất cả chúng ta sẽ cùng bước vào những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thời điểm bắt đầu mùa du lịch ở rất nhiều địa phương trên cả nước. Với Đà Nẵng thì kỳ nghỉ này càng đặc biệt hơn khi trùng với lễ hội bắn pháo hoa quốc tế. Do đó dự kiến sẽ có một lượng du khách khổng lồ đổ về đây trong một khoảng thời gian ngắn. Và để ngăn chặn tình trạng khách sạn, nhà hàng lợi dụng tăng giá, Đà Nẵng đã đưa ra hàng loạt các giải pháp rất quyết liệt. Theo đó, Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng vừa yêu cầu lực lượng quản lý thị trường kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp khách sạn, nhà hàng, nơi giữ xe, các công ty lữ hành tổ chức tour tăng giá đột biến không theo quy định. Khi phát hiện tình trạng tăng giá không đúng quy định, tăng quá 50% so với ngày thường, phải xử phạt ở khung hình phạt cao nhất để có tính răn đe, đồng thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền kịp thời, không để cho du khách đến thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ bị chặt chém về giá cả. Lực lượng quản lý thị trường từ nay cho đến ngày 1 tháng 5 sẽ làm việc cả ngày thứ Bảy Chủ nhật để kiểm tra hoạt động về giá ở các khách sạn, nhà hàng, công ty tour. Lãnh đạo Sở Công Thương Đà Nẵng cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để du khách, người dân gặp trường hợp chặt chém giá cả khi đến Đà Nẵng có thể phản ánh qua những số này để được giải quyết ngay tại chỗ. Trước đó, thành phố Đà Nẵng cho phép các cơ sở lưu trú được phép tăng giá phòng không quá 50% so với mức giá bán ngày thường và thực hiện niêm yết giá công khai tại quầy lễ tân.